Môi của em thì làm tông hồng cam sẽ tươi trẻ đỡ thâm. Không, em không làm hồng hào tươi tắn gì đâu, trông quê lắm. Chị làm hồng đất cho em đi. Sao lại làm hồng đất? Hồng đất là những cái tông màu khi mà mình make up lên thì đẹp thôi, chứ bình thường thì sẽ xỉn da, tối da cực kỳ luôn á. Nhưng mà em chỉ thích tone màu đấy thôi, em hay make up cũng hay dùng tone đấy mà. Em make up là khác, còn đây là em làm full xăm là bán vĩnh viễn. Em make up hôm nay em có thể dùng tông này, ngày mai em dùng tông kia, còn em dùng full xăm á là ngày nào trên mặt em cũng màu như thế. Nhỡ khi là em mệt này, em không trang điểm này, bộ quần áo trang phục của em không hợp thì đâu có thể lúc nào em cũng để tông đấy được, đúng không? Cho nên full xăm em nên để một tông trung tính vừa để làm hết thâm này, sáng da này, còn lúc nào mà mỗi lần em thích trang điểm thì em có thể thay tông theo ý của mình, cái đấy là hợp lý nhất. Tại vì chị làm nhiều năm rồi, chị chỉ cho em như nào để đẹp thôi, còn nếu như mà làm theo ý em mà về nó không đẹp thì khổ ra. Thế thôi thì em cũng tin chị, thực ra là em cũng tham khảo sẵn rồi nên cũng tin tưởng. Cũng tin Không, tưởng đúng không? vâng. Rồi thế thì nghe chị nhá. Rồi còn chân mày thì mình sẽ đạo sợi theo cái form, có cũng có form dáng rồi, mình không thay đổi nhiều nhá, để làm sao mình giữ được cái phần sợi thật này này lẫn với sợi giả thì sẽ đẹp. Chị sẽ thiết kế làm sao ôm được cái form sợi gốc cho em. Dạ vâng, lông mày thì em thấy ok rồi. Còn môi thì thôi em tin chị, chắc chị làm nhiều rồi nên cũng hiểu hơn em. Rồi ok, tin chị là được rồi, nào làm nhá. Dạ. Anh là Peter, ta là hay ho, nhưng anh lại hay lơ. Cái phần này gái to, em là trong xe, hơi thân mê, và nhìn em lại chán. Nhưng em đi một mình, em muốn bước đi một cuộc đời, không cho tình nhớ chơi đùa mình. Mà quá khứ em chìm sâu, em quay không chú ý đến em không biết là ra đâu. Chỉ mong ngày sẽ trôi qua mơ, em đã thật cho đôi ba tớ.